Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vào khoảng 15 giờ ngày 18 tháng 4 năm 2014, một đôi nam nữ điều khiển xe máy đến nhà trọ Hoa Mai, 737 đường Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng để thuê phòng nghỉ. Chừng 10 phút sau, từ phòng số 4 phát ra tiếng cãi vã của đôi nam nữ này. Sau đó là tiếng cô gái kêu cứu. Thấy có sự chẳng lành, bà Trâm, chủ nhà nghỉ, cùng những người xung quanh chạy đến đập cửa và yêu cầu mở cửa. Tuy nhiên, gã trai vẫn không mở cửa, trong khi cô gái gào thét cầu cứu thảm thiết. Biết bên trong đang diễn ra án mạng, bà Trâm liền điện cho cơ quan công an, đồng thời phá cửa xông vào. Khi cánh cửa bật mở, một cảnh tượng diễn ra rất hãi hùng. Cô gái nằm đó, trên người có vô số vết thương, còn gã trai nằm bất tỉnh bên cạnh, người không có vết thương nhưng nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Ngay lập tức mọi người gọi xe cấp cứu đưa đôi nam nữ vào bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Tuy nhiên vừa vào đến phòng cấp cứu thì cô gái đã tắt thở, còn gã trai được các bác sĩ tiến hành xúc rửa ruột, chuyển sang phòng hồi sức để tiếp tục điều trị. Qua kết quả khám nghiệm cho thấy, cô gái bị nam thanh niên gây ra tổng cộng 33 vết thương. Sau khi xuống tay với cô gái, thanh niên này đã dùng thuốc trừ sâu để quyên sinh. Cô gái tên là Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh năm 1993, nguyên quán Cư Gờ Ma, Đắk Lắk. Gã hung thủ tên là Lê Đình Ngọc Tú, sinh năm 1992, trú tại tổ 18, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Rạng sáng ngày 19 tháng 4, gia đình nạn nhân đã có mặt tại Đà Nẵng đưa thi hài cô về quê an táng. Được biết Trang là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Hơn một năm trước, Trang đã gặp gỡ và yêu Tú. Tuy nhiên, thời gian gần đây giữa họ thường xảy ra mâu thuẫn và đỉnh điểm là án mạng kinh hoàng trong nhà nghỉ. Sự ra đi đột ngột và tức tưởi của Trang khiến gia đình cô đau đớn tột cùng. Người mẹ khi vừa nhìn thấy thi hài con gái đã ngất xỉu, phải vào bệnh viện cấp cứu. Trong lúc đó, gia đình hung thủ cũng chịu đựng cú sốc không kém khi biết đứa con trai gây ra tội ác tày đình. Sau 3 ngày điều trị, ngày 21 tháng 4 năm 2014, Tú bình phục. Ngay khi có giấy xuất viện của bệnh viện, Tú đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng khởi tố và tạm giam 4 tháng để điều tra làm rõ hành vi đoạt mạng người. Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận lý do khiến y lấy mạng người yêu là do y ghen tuông khi biết Trang có bạn trai khác. Dù chưa khi nào bắt gặp Trang đi chơi với bạn trai mới, nhưng đọc tin nhắn và nhìn ảnh của Trang cùng bạn trai trên Facebook, Tú đã rất tức giận. Cũng vì việc này mà họ cãi nhau thường xuyên. Nhiều lần Tú tra vấn, Trang hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ với bạn trai này. Tuy nhiên Tú vẫn nghe bạn bè kể rằng Trang đi chơi với người bạn trai mới đến 12 giờ khuya mới về, nên Tú giáp tâm hãm hại Trang cho hả giận. Chiều ngày 18 tháng 4, Tú chuẩn bị một vật sắc nhọn và 4 lọ thuốc trừ sâu với ý định lấy mạng Trang rồi y sẽ đi theo. 13 giờ Tú gọi điện hẹn Trang cùng đi nhà trọ tâm sự và được Trang đồng ý. 14 giờ 30 Tú điều khiển xe máy đến phòng trọ đón Trang, rồi cả hai đến nhà nghỉ Hoa Mai thuê phòng. Trước khi đến gặp Trang, Tú đã giấu kỹ những vật dụng trên trong người. Sau khi vào nhà nghỉ, Tú mang chuyện Trang đã phản bội Tú ra trách móc, rồi từ đó cả hai xô xát với nhau. Cơn cuồng ghen bốc cháy trong đầu, Tú đã xuống tay với Trang. Lúc này biết vào nhà nghỉ là mắc mưu kẻ cuồng yêu độc ác, Trang la hét để mọi người ứng cứu. Trang càng la, Tú càng sợ mọi người đến thì kế hoạch của mình bị bại lộ, nên Tú càng xuống tay nhanh với người yêu. Chỉ trong chốc lát, Tú đã gây ra 33 vết thương trên cơ thể của Trang. Biết sống sẽ bị pháp luật trừng phạt, Tú mở nắp liền 4 lọ thuốc, nhưng chỉ mới uống 2 lọ thì y đã lăn ra bất tỉnh. Được biết Tú sinh ra trong gia đình có 3 người con. Sau khi học hết 12 thi trượt đại học, Tú đăng ký đi nghĩa vụ quân sự. Sau 1 năm rưỡi trong quân đội, Tú về lại địa phương và đăng ký học lái xe ô tô. Trong thời gian chưa xin được việc làm, Tú phụ giúp gia đình bán mì Quảng. Ba mẹ Tú làm nghề buôn bán, nhưng vì có phần hoàn cảnh khá eo le nên Tú không ở với ba mẹ mà ở với dì ruột. Nhà dì Tú nằm gần trường của Trang đang theo học nên hai người đã quen và yêu nhau gần một năm nay.
Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, Trang phát hiện nhiều điểm không hay của Tú, đặc biệt là ghen tuông vô cớ, nên Trang đã đề nghị chia tay. Nhưng Tú không đồng ý và còn dùng lời lẽ hăm dọa cô gái. Sự ra đi của Nguyễn Thị Huyền Trang một lần nữa làm giới sinh viên Đà Nẵng rúng động. Trong vụ án này, một điều khiến mọi người rất bất ngờ là Trang khá giỏi võ, thông minh, nhanh nhẹn, nhưng lại không lường trước được tình huống xấu sẽ xảy ra trong thời kỳ mâu thuẫn thường xuyên với Tú. Bà L, sinh năm 1946 ở Thăng Bình, Quảng Nam, một người bà con của Trang cho biết, sau khi tìm hiểu được biết Tú không có công ăn việc làm ổn định, tính tình không tốt nên gia đình khuyên Trang nên chia tay với Tú và chăm lo học hành. Thêm vào đó, nhiều lần Trang bị Tú ra đòn do ghen tuông nên Trang cũng muốn chấm dứt mối quan hệ này. Tuy nhiên, Tú lại không muốn chia tay với Trang. Để níu kéo tình yêu, Tú đã hết lần này đến lần khác đe dọa cô gái. Tối ngày 17 tháng 4, Tú đã đến nhà trọ của Trang tại đường Hải Phòng, phường Tân Chính và buông lời thỏa mãn, dọa nếu Trang chia tay Tú thì sẽ gánh hậu quả khôn lường. Khoảng 1 giờ sáng ngày 18 tháng 4, Trang đã cầu cứu trên Facebook cá nhân rằng có ai làm công an ở Đà Nẵng không? Còn ai chưa ngủ thì comment dùm mình với. Thời điểm Trang đăng status trên đã rất khuya nên chỉ nhận được 4 comment của bạn bè. Tuy nhiên sau đó Trang lại không trả lời. Nhận xét về Trang, một người bạn thời học phổ thông của cô cho biết Trang là một cô gái nhanh nhẹn, đặc biệt hát hay, múa dẻo và lại giỏi võ. Những năm học cấp 3, Trang luôn là nữ sinh hăng hái trong các phong trào văn nghệ của trường. Khi ra Đà Nẵng học đại học, Trang đã tranh thủ ngoài giờ học để đi làm thêm, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình. Do công việc của Trang thường xuyên tiếp xúc với khách nên Tú đã ghen tuông. Dẫu cuộc sống sinh viên thiếu thốn, vất vả và tình yêu không được suôn sẻ, nhưng Trang vẫn cố gắng học tập và đạt kết quả tốt. Nhiều bạn bè của Trang tâm sự trên Facebook rằng giá như khuya ngày 17 tháng 4 họ được Trang chia sẻ hoàn cảnh của mình thì có lẽ họ sẽ tìm cách tháo gỡ tình trạng bế tắc của Trang cũng như giúp Trang tránh xa bàn tay tàn ác của Tú. Không ít người nhận định có thể bị sức ép của Tú trong tối ngày 17 tháng 4 nên chiều 18 tháng 4 Trang đã đến nhà nghỉ Hoa Mai cùng với Tú mà không biết nguy hiểm đang chờ mình. Sáng 20 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên án 19 năm tù đối với Lê Đình Ngọc Tú, sinh năm 1992, trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, về tội sát hại người. Đồng thời, gia đình bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 189 triệu đồng. Tại phiên tòa, Tú đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối lỗi với hành động thiếu suy nghĩ của mình. Gia đình bị cáo đã bồi thường toàn bộ tiền ma chay và tổn thất cho gia đình bị hại. Gia đình bị hại cũng đã viết đơn xin giảm án cho bị cáo, nên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tú mức án 19 năm tù giam để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.